Vâng, trận thi đấu thứ hai của xe đấu thứ năm, xe đấu cuối trong ngày hôm nay vẫn đang hay cho các game thủ bên phía của team AOE Game TV. Đây là màn hình máy tới từ game thủ chim sẻ và No 1. Hôm nay thì chim sẻ No 1 vẫn đang bay, và đây là Triple Baby Lon. Bên kia Seng và Minoan. Triple Baby Lon. Vâng, 3 trận cầm Baby Lon thông tới từ game thủ chim sẻ. Còn đây là màn hình máy No 1 cầm Katarina, bên kia là Seng Min. Vâng, bên kia là Seng Min. Quýt cầm Seng. Còn Minoan tới từ game thủ Vlog. Màn hình máy của sẻ vẫn không xây được vào giữa mấy cây chứ. Máy có 7 cây dành cho game thủ chim sẻ. Map có xe giò. Hy vọng đây là một bài đẹp dành cho game thủ chim sẻ. Nghe nói bài Katha đang đẹp. À vâng, đang cầu đây là Pơ. Vẫn bịp thế à rời. Ông cầu ra ông cầu xẹng luôn đi. Vâng, 7 hiếu 5 con dành cho đội trưởng No 1. Vâng, một voi về. Bên kia có xe của Quýt và Minoan tới từ game thủ Vlog. Bài xe ổn không? Câu hai voi. Không, như vậy là từng con một. Bài xe đánh cái gì á? Vâng, nhìn nó. Vâng, như vậy là đầu một báo về cạnh xe. Chim sẻ quyết định đánh cung trận này. Được. Bài hai bãi quả phụ dành cho xe. Ui rồi, lắm voi thế à rồi. Vâng, hai voi chứ. Con voi là ngáo thế nhờ. Đã định câu hai rồi mà cứ về một. Vâng, vẫn cần phải có turn câu hai voi nữa để thành siêu phẩm trong trận này dành cho game thủ chim sẻ. Làm nào câu được hai con voi về. Đây là S thứ hai của game thủ chim sẻ, bài đánh cung. Vâng, chim sẻ thì đánh cung, còn đô một đang báo về Katarian cân xeng. Vâng. Cân xeng thật này, khi mà đô một đang lên đời còn trước cả xeng. Ok, đô một lên đời sớm nhất cái bản đồ này luôn. Ơ, có được không ạ? Kích đời.
10X, 10-03. No 1 lại vạn tuế rồi. Vâng, bài chém cân sang tới từ nô 1, cùng xem. Đã khung nhà. Cân luôn như sao nữa. Hy vọng không phải là tơn cân thổ tàng tới từ đội trưởng nô 1. Vâng, đây là Minoan. Minoan ăn rất xa nhá. Không như vậy là nhầm rồi. Màu 2 nhiều khả năng sẽ chết bên nô 1. Trong khi xẻ có đánh chém với sang không? Sang đánh cung à? Soi tam lai nào. Seng đánh chém, Minoan cũng đánh chém. Vâng, đội bên này đánh khá dị, trong khi sẻ có hốc. Nô 1 khung nhà. Ơ, trận này ngon. Trận này ngon nhỉ. Trận này ngon luôn. Vâng, đây là nô 1. Vâng, Seng đã chéo sang nô 1 chứ không phải là chọc đúng cánh của mình. Seng dò công giáp. Ơ, Minoan đánh cung. Minoan đánh cung. Vâng, thông tin nó hơi lệch lạc, mong các bạn thông cảm. Minoan đánh cung, nô 1 mới là người cần phải đi ôm. Nhưng Minoan chưa lên đời nha, còn lâu mới lên đời. Còn lâu. Một tiếng nữa. Trong khi đó đây là xe. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu mà chim sẻ và nô 1 đều là những người đánh chém. Bên kia xe đánh chém và Minoan là người đánh cung. Vên lớp là người đánh cung. Nhưng lên đời là rất muộn. Người lên đời muộn đó chính là người cầm Minoan. Vâng, Quýt Cam đang điền hoàng ngay trước nhà của game thủ chim sẻ. Timeline của sẻ đang là 35, cực khỏe. Thêm chiếc nhà BL nữa. Trong đó đây là màn hình máy tới từ đội trưởng nô 1. Nô 1 đang đập A và đập cả K luôn. Bị lộ K nhưng không thành vấn đề. Lộ thì làm được cái gì, chém nốt đi kìa. Chém nốt đi sẻ. Vâng, lọt được vào nhà Minoan. Ở sẻ chém nốt. Lọt vào trong nhà của Minoan. Hai con lạc đà công giáp đầy đủ. Công luôn cả ca. Seng yếu nhớt. Minoan bị lọt hai lạc đà thì cũng vâng xăng pha nhớt luôn chứ còn gì nữa. Sẻ báo về Seng yếu nhớt luôn. Seng yếu nhớt luôn. Timeline 43 trên 44 của game thủ chim sẻ. Nô 1. Vâng, nô 1 đánh ca là hơi gần so với người cầm Minoan. Minoan yếu nhớt luôn, bị lọt hai con chém vào nhà. Nào, lao lên và chờ ca để cậu. Trong đó đây là chim sẻ, timeline là 47 trên 52, cực khỏe. Seng đúng là yếu nhớt dành cho Quýt Cảm, một map Seng xấu. Trong khi sẻ đang khỏe nguyên. Timeline 47 còn to nhất cái bản đồ ở thời điểm này, mặc dù là đánh chém chuyển cung R và có thủ phù. Quay lại với nô 1, tiếp tục là tơn cẩu đau. Con phù kìa. Vâng, không phù được con cung A. Cứ ngoài cầu ở nguyên A thôi. Vâng, cứ cầu thôi. Cầu nguyên BA thôi. Mình chả quan trọng lắm. Đánh kiểu sexy football. Vâng, như vậy là dân sang đập ca. Không được, cung A bắn nổ con K2 luôn. Seng đã chạy về nhà của Minoan rồi. Còn đây là màn hình máy tới từ sẻ. Timeline 52 trên 56. Nô 1 đã ôm bom không thành công tơn vừa rồi. Hơi nghiệt. Tơn vừa rồi ôm ngon phát là xong luôn. Phá vẩy e. Đánh fit Seng.
Seng chạy được dần vào nhà của Minwan nhá. Đây là màn hình máy của No 1, timeline 32. Sóc những con chém với No 1. BL2 và sóc chém thôi. Giờ này không còn sóc lạc đà làm gì nữa cả. Sóc chém để đảo cho chim sẻ, cái chim sẻ đang cực khỏe bị đẩy luôn. Lùi lại. 15 đến 20 con cung A. Còn đây là sẻ. Có 15 con thôi, chết luôn. Dãy thế nào được, dãy với chúng tôi này. Vâng, rất hay. 2-0 dành cho các game thủ bên phía của Team Out EKTV trận đấu thứ 5. Hay.